Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, lần đầu tiên gạo ST25 của Việt Nam được đưa vào chế biến món ăn trong thực đơn của văn phòng nội các Nhật Bản. Ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho hay, đây là thành quả sau một thời gian dài công ty Nikko Kurtz, một doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp suất ăn tại các trường học, cơ quan công sở ở Nhật, đã thành công khi đưa hạt gạo ST25 vào bếp ăn của nội các Nhật Bản để sử dụng chế biến các món ăn cung cấp cho cán bộ của cơ quan này. Gạo ST25 là loại gạo thơm ngon nổi tiếng của Việt Nam. Chất lượng loại gạo này đã được khẳng định trên trường quốc tế khi xuất sắc đoạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 và được nhiều người tin dùng.